bệnh nhân nam 48 tuổi, ngày giờ vào viện là 12 giờ 18 phút ngày 1 tháng 7 năm 2024. Lý do vào viện là đau hông lưng phải. Tóm hơn lịch sử thì cùng ngày nhập viện, khi mà đang kiêng ngàn, bệnh nhân đột ngột khởi phát đau hông lưng bên phải, cảm giác đau quặn từng cơn lan ra sau lưng và xuống đùi phải, không có tư thế giảm đau. Bệnh nhân tự mua thuốc uống thì có giảm đau đôi chút. Bệnh nhân trong quá trình lịch sử thì không sốt, không tiểu đau, không tiểu bút, không tiểu gắt. Và tuy nhiên thì cơn đau ngày càng tăng lên nên được nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Tình trạng lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, ấn đau hông lưng bên phải, dấu hiệu sinh tồn thì mạch 80, huyết áp 12/8, nhịp thở 20 lần trên phút. Tình trạng hiện tại là ngày đến khám lúc ngày thứ hai nhập viện thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, đau hông lưng phải, nước tiểu tốt và trong, không lẫn máu. Về tiền sử của bệnh nhân, về nội khoa, bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp cách đây 20 năm tại Bệnh viện Bạc Liêu, uống thuốc liên tục cho đến ngày hôm nay. Huyết áp âm thu cao nhất là 190 mm thủy ngân, huyết áp dễ chịu 120, đang sử dụng quốc và báo thuốc như Aquaril 5 mg, Pisoprolol 5 mg, Hydrochlorothiazid 25 mg. Đau nhức cột sống thắt lưng đã nhiều năm, tự mua thuốc, đau nhức xương khớp nhiều năm, không rõ loại. Về tiền sử ngoại khoa, bệnh nhân có phẫu thuật nội soi ngược dòng lấy sỏi thận bên trái, sỏi san hô kích thước khoảng 12 mm, cách đây 7 năm tại Bệnh viện Bình Dân, polytuyến giáp cách đây 20 năm tại phẫu thuật. Về tình dị ứng chưa ghi nhận bất thường, thói quen và sinh hoạt, bệnh nhân uống nhiều nước, ghi nhận uống mỗi ngày 1,5 tới 2 lít nước mỗi ngày, uống nhiều hơn khi trời nóng, không phải thường xuyên ngồi một chỗ, thi thoảng phải nhịn tiểu lâu do tính chất công việc. Tiền sử gia đình và dịch tễ chưa ghi nhận bất thường. Tóm qua lâm sàng, em tự khám là lúc 7:30 ngày 2 tháng 7 2024, tức là ngày thứ hai nhập viện. Bệnh nhân tổng trạng tốt, tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn mạch 28, huyết áp 12/7, mạch 82, lông tóc móng không dễ gãy rụng, không phù ngoại vi tiếng hát, tuyến giáp không to hoặc ngoại vi sợi móng chạm, thể trạng trung bình, thánh thận và tiết niệu, hai hồ thắt lưng tương đối, không sưng nề, không thay đổi màu sắc da, không có thổi động mạch thận, chạm mạch âm tính hoặc định mạch âm tính, đục thận âm tính, ấn đau điểm nhiều quạng giữa bên phải, không có cầu hoàng quang. Khám tim mạch là tương đối, không ổn định bất thường, nhịp tim tần số 28 lần trên phút, T1, T2 đều rõ, không có thổi bệnh lý. Khám phổi, cỏ trong, khám bụng, bụng mềm, nghe mắt, sợi không chạm, các cơ quan khác chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Tức tác bệnh án, bệnh nhân nam 48 tuổi vào viện vì đau hông lưng bên phải, qua hỏi bệnh sử, tiền sử và tâm khám lâm sàng ghi nhận tâm đau quặn thận, hông lưng bên phải ở các đột ngột sau lao động nặng, đau quặn từng cơn lan ra sau lưng và đùi phải, không có tư thế giảm đau, chịu tiết thận và tiết niệu, ấn đau hông lưng phải, điểm niệu ngoài giữa phải, không tiểu đau, tiểu bút, tiểu gắt, nước tiểu vàng trong. Tiền sử phẫu thuật nội soi nội sỏi thận bên trái cách đây 7 năm tại Bệnh viện Bình Dân, polytuyến giáp cách đây 20 năm đã phẫu thuật, tăng huyết áp được chẩn đoán cách đây 20 năm, uống thuốc liên tục cho đến ngày hôm nay, đau nhức cột sống thắt lưng nhiều năm, tự mua thuốc uống, thói quen uống 1,5 tới 2 lít nước mỗi ngày, thi thoảng phải nhịn tiểu lâu do tính chất công việc. Chẩn đoán sơ bộ sỏi điều quặn phải, tăng huyết áp độ 2 theo VNHA 2022. Chẩn đoán công việc của em là sỏi thận phải. Kết luận nghĩ sỏi điều quặn phải do bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng của cơn đau quặn thận như đau hông lưng phải đột ngột sau lao động nặng, đau quặn từng cơn lan ra sau lưng và đùi phải, không có tư thế giảm đau. Khám thận ghi nhận ấn đau vùng hông lưng phải và điểm đau điều quặn giữa phải, nên nghĩ nhiều sỏi ở vị trí điều quặn phải. Tuy nhiên cũng không loại trừ sỏi thận do lâm sàng bệnh nhân cũng có triệu chứng đau quặn thận, cần phải làm cận lâm sàng để xác định tăng huyết áp độ 2 theo VNHA 2022. Bệnh nhân có tiền sử được chẩn đoán tăng huyết áp 25, huyết áp cao nhất ghi nhận là 190 mm thủy ngân. Đề nghị cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán X quang hệ niệu không chuẩn bị KUV, chụp các lớp vi tính hệ niệu có khảo sát mặt thận và dựng hình đường và suốt 1 tới 35 giải, 32 giải, siêu âm hệ
tiết niệu, tạo nấm sàn thường quy, tạo phân tích tế bào máu ngoại vi, tạo phân tích nước tiểu trong máu ATTT, sinh hóa máu ure, creatinine, gluco, AST, ALT, tiền giải đồ, X quang đường thẳng, tiền tiên thường. Tóm qua kết quả của cận lâm sàng, bệnh nhân thì mong tích máu nằm trong giới hạn bình thường, trong cầm máu trong giới hạn bình thường, sinh hóa máu thì có ghi nhận là độ lọc cầu mật của bệnh nhân là 45 ml trên phút trên bụng phải cái 30 ml da. Phân tích nước tiểu nằm trong giới hạn bình thường, CT scan kết luận là thận phải kích thước 88 x 56 mm, túi nước độ 2, dạng niệu quản, dạng đường kính 16 mm, đại 1/3 trên có một sỏ kích thước 9 x 8 x 10 mm, nhu mô có vài nang kích thước khoảng 18 mm, thận trái kích thước 84 x 42, túi nước độ 3, đại quang chưa ghi nhận bất thường. Kết luận là thận phải với nước độ 2 do sỏi niệu quản 1/3 trên, nang thận phải, thận trái giảm kích thước và ứ nước độ 3. Chẩn đoán xác định sỏi niệu quản phải 1/3 trên, biến chứng thận ứ nước độ 2, nang thận phải, thận trái giảm kích thước và ứ nước độ 3, tăng huyết áp độ 2 TVHA. Hướng điều trị: kháng sinh giảm đau, nội soi niệu quản tán sỏi laser, đặt xong JJ ở bên phải. Điều trị cụ thể: Cefovefast 1500 một lọ nhân 2 tĩnh mạch, tiêm vi tĩnh mạch, Tabacol 650 cùng viên tiên lượng. Gần có thể tổn thương, có thể là tổn thương niêm mạc gây nhiễm trùng hàng và tổn thương quản khi thực hiện đặt ống soi vào thể niệu. Có thể xuất hiện các triệu chứng như đau hông lưng, như một bên đau hoàn thận đi tiểu nhiều, tiểu ra máu, tiên lượng xa, có thể tái phát sỏi hẹp đường niệu thứ phát. Dự phòng: kháng sinh dự phòng trước và sau mổ mỗi lần một liều, nhận bệnh nhân tiểu nhẹ không nặng mạnh, sử xong JJ trong vòng 7-10 ngày sau đó rút xong, uống 2.5-3 lít nước mỗi ngày, uống cách nhau mỗi 2-4 giờ, ăn nhiều chất xơ và rau, hạn chế muối và đạm động vật, vận động thể lực từ nhẹ tới vừa, không đánh sức được mỗi ngày. Dạ, em hãy xin hết ạ. Tiền sử khám lâm sàng rồi mình mới đưa ra chẩn đoán.
lâm sàng nha. Những cái lâm sàng mà chưa có xét nghiệm gì hết nha. Chứ mà thường thì số sau này đổi thành cái từ gọi là những nó C1, thành ra cái từ những nó C1 nó không có đúng. Là mình hỏi sơ sơ bộ bộ nên mình định đón nha bệnh với những chứng quý nha. Mình định đón lâm sàng tức là mình chỉ bằng cái hình thức là mình đã được học những cái bệnh lý hoặc là trong kinh nghiệm mình học quyền mình học mình biết một số bệnh lý nó có những cái triệu chứng lâm sàng nào gần giống nhất với cái mà mình khai thác thực sự và mình thăm khám thì cái triệu chứng nào là dương tính, triệu chứng nào âm tính, cái loại trừ thì mình sẽ nghĩ tới cái nào gì nhất gần nhất thì mình sẽ đưa lên đó là những cái lâm sàng. Những cái mà nó gần gần kế kế mình còn nghi ngờ số 1 mình đưa lên là lâm sàng, còn cái số 2, số 3, số 4 gọi là những cái phân biệt nha. Một khi mình phân biệt thì mình phải dựa trên cơ sở gì, ví dụ như dựa trên thăm khám, dựa trên khỏi bệnh hay là tính chất đau, cơn đau, vị trí, hướng lan, vân vân cường độ. À, cái đó mình đã học ở kỹ năng rồi. À, thì sau khi xong rồi mình bắt đầu mình mới đưa ra các cận lâm sàng, cận lâm sàng làm gì nhằm để mình khẳng định là những cái đó lâm sàng mình có phải đúng là những nó xác định không. Và nếu mình phân biệt thì có một số cái cận lâm sàng nó để loại trừ hẳn cái chuyện nó phân biệt đó. Nếu nó âm tính là mình loại hẳn, nếu nó dương tính thì coi chừng là cái chuyện nó phân biệt thứ hai hoặc thứ ba đó, nó sẽ trở thành chứng nó xác định. Đó. Đó. Cũng đau nửa bụng phải, cũng đau khắp nửa bụng phải. Nghe, đau hoàn thận phải nhưng mà chưa chắc. Bây giờ mình coi có phải là gì như bụng thừa không? Mình thấy bệnh cảnh nó cũng đau thượng vị rồi tan xuống hốc trùng phải. Rồi bụng thừa nhưng mà nó tới trễ cái nguyên phúc mạng. Nhưng mà cũng chưa hẳn là nguyên bụng thừa. Cũng có khả năng là nó đau dạ dày, nó thủng dạ dày mà thủng bịch ở phía sau. À, vậy cho nên đâu khi những trường hợp những đau huyết mạch bình thường, mỗi cái bình thường bình thường mà là có dịch, có bằng thẳng, có miếng cơm là nó thủng dạ dày. Thì trên cái ngoại khoa này nó sẽ có những trường hợp là chúng ta xác định có thể là chúng ta trước mổ với sau mổ nó sẽ không trùng khớp với nhau, tức là chúng ta trước mổ sai nhưng mình chỉ định mổ thì cái này đúng thì còn chấp nhận được, có nghĩa là cái chỉ định mổ mình là cái này là phải mổ nha. Và khi mà mình đã mổ rồi thì mình phải xử lý cho nó đúng cái thương tổn nha. Thí dụ như chuyện đó mình cũng mặt bình thường nhưng mà ra đó là thủng dây dày chứ biết mình làm gì. Để tại vì tôi đã cái chuyện đó như bụng thừa rồi thì thôi tôi cũng thâu lại ở thủng dây dày rồi tôi cắt cái bụng thừa luôn được không, vậy là chuyện biết gì sai nha. Vậy cho nên mình chỉ là rửa bụng và mình thâu lại thủng dây dày rồi mình rửa bụng thôi, mình chỉ nói tại sao bỏ là nguyên cũng mặt bình thường. Hiểu ý cái hiểu ý đó không? Đó là những trường hợp mà ngoại khoa các bạn đi làm các bạn sẽ gặp và có thể gặp, nó không có thường xuyên nhưng mà thỉnh thoảng. Còn cái này cơn đau hoàn thận bên phải thì mình coi nó có phải bụng thừa không, tại vì cái mà người ta vô viện người ta khám đôi khi cái đau nửa bụng phải cái bệnh lý mà xuất hiện nhiều nhất hay gặp nhất nó vẫn là bụng thừa cả, chứ nó không phải cơn đau hoàn thận nha. Bởi vì vậy thì giữa cái phân biệt giữa cái cơn đau hoàn thận bên phải với cái nguyên bụng thừa thì các bạn phải khai thác cái tính chất đau, cơn đau nó cái nào nó phù hợp hơn nha. Rồi nó có hướng lan, nó có từ ở thượng vị, nó có điển hình của bụng thừa không, rồi mình thăm khám mình coi gung thận, chạm thận không, ấn đăng các điểm đau điều hoạt có không, rồi mình muốn loại trừ thì mình ấn cái điểm đau của nguyên bụng thừa là điểm mắt bụng tay có không, làm bằng nước dội có không. Nếu mình còn phân danh nữa thì mình sẽ làm gì, mình cho các cận lâm sàng để quyết định là chuyện đó xác định là hàng nào thì mình cho siêu âm bụng đúng không, siêu âm bụng để mình loại trừ lên thận nước không điều quản có giãn không có sỏi không, chụp cao lê thì đồng ý, hoặc là không mình chụp CT niệu hoặc là CT bụng ngay thời điểm đó.
Rồi mình phải coi coi trong cái siêu âm đó, mình thí dụ mà mình thấy cái hình dáng là hình bia hoặc là hình ngón tay chỉ, hình phía kia sai là hình bia, hay là có dịch dịch nó động ở trong phải cả trên da và trên người bình thường, mình coi cái con máu đúng không, rồi mình cầu mình có tăng không, lên cho nó tăng không, khác hồng thân có vẻ mặt nhiễm trùng không, hơi thở thôi con thử hết hết cái mũi lên coi có phải mùi này mùi buồn thừa không. Muốn thử được cái mùi buồn thừa thì các bạn phải thăm khám được có khoảng 100 ca buồn thừa trở lên, các bạn tiêm buồn một có một nhiều thì mới được nha. Được rồi. Là tỷ lệ thành công nó cũng khá cao nhưng mà nó học
80% rồi. Còn trên 2 cm thì tỷ lệ bệnh đông nó càng thấp nữa, thì bây giờ người ta không thích chỉ định nó nữa. Ha, tái nhiều lần đó là hiệu quả không cao. Rồi, đối với niệu quản thì dưới 1 cm và cái độ cứng của nó thì trên cái hao khuyên nó phải dưới 1000, bây giờ 1002 thì đèn 1003 luôn, 3 tuổi chưa chắc thì nó vỡ. À, đúng không? Chỉ thì mình biện lực là cái này có khả năng tán ngoài cơ thể được, nhưng bởi vì cái sỏi nó quá cực, cái khả năng nó phải là cao, cho nên mình không áp dụng cái mình tới. Rồi, chỉ tới phương pháp gì? Tán sỏi qua da có ai mà gắn mà tâm cái tiên tự trên này là đang có thông điệp người xuôi xuống để tán không? Không, tán sỏi qua da là chỉ định đối với những trường hợp sỏi gì? Nở thận, bể thận, to. To là sao gọi là to? Từ 2 cm trở lên, hoặc sỏi san hô, bán san hô. Ờ, mới nãy đứa nào vô coi đó, người khác nó thấy có cục sỏi nó hải hùng xương gió đó. Nó như một cái củ gừng của chiếc nó trơn, mấy cái nhắn của tài cái phải trên đó. Cái tâm kia vô mình tán, tán làm một chưa hết để mở mặt cây da, để đó tán thành hai rồi, đúng không? Đó, gọi là tán sỏi qua da. Chân ở này không chỉ định tán sỏi qua da. Rồi, mình tái sở nó sao mình giàu được không? Được. Hồi xưa thì đối với sở này là tiểu quản một bên trên, thấy không? Mình thấy một bên trên không? Tại sao một bên trên? Cái khớp bụng trọng trên không? Mình thấy từ khớp bụng trọng trên trở lên là một bên trên, khớp bụng trọng dưới. Cái đông giữa này gọi là một bên giữa. Từ khớp bụng trọng dưới cho tới khớp bụng là một bên dưới. Thì cái sỏi tiểu quản một bên trên nó chỉ định tái sở nó sao mình giàu trong thời buổi này. Được, lý do mình có cái tiêu nghe ra đời. Và bây giờ mình có máy nội soi miệng ra đời luôn. Cũng có máy tán mà có thể được luôn. Bởi nên những trường hợp này mình soi ngược lên thì cái khả năng tiếp cận sỏi nó khó hơn, nó có khả năng chạy ngược vô thận, đúng không? Thì mình đặt chi tiêu, rồi mình tán mà có thể hoặc là mình tán soi miệng sau đó được không? Được. Còn hồi xưa chưa có máy tán laser đó, khoảng năm 2007 tới 2011 hiện nay thì cái này điều kiện chỉ định đó là mỗi nội soi 6 phút mạng. Hầu như bây giờ mỗi nội soi 6 phút mạng là đã bị bác sĩ tiểu mang mà muốn thay tử cũng hết, là không còn chỉ định nữa, bởi vì nó còn có ống thông mềm, có ống thông cứng, có tiêu laser, có đầy đủ hết. Nên nó không phải giống như hồi xưa mà mình chỉ có cái máy xung hơi là mình tán ngược dòng bằng chỉ có đầu nhậu thôi mình mới tán bằng xung hơi thôi, là cái máy nén hơi nó rõ, cái que nó rõ vô cái viên sỏi cầu cột đầu bằng cái lực cơ học. Thì thế thì đối với những cục sỏi này mà nhỏ một phát họ mà giống như em thuộc cái da vậy thì cái viên sỏi thì sao thuộc một cái phát cái thận cho nó chạy vô thẳng tim. Rồi cái gọi em giữ lại mà bắt gì thì nó đứt gọi, nó bay gọi, nó cũng chạy vô. Còn cái tia laser là nó là sự khuếch đại ánh sáng lên một mức sóng cao hơn, một bức nha. Thì nó sẽ chiếm gì lên vô cái viên sỏi thì nó sẽ nhiệt, nó sẽ nóng, nó sẽ hút một hơi, nó sẽ vỡ viên sỏi ra, nó không có dùng lực nha. Đó, quan trọng là nó rất là tối ưu hơn. Rồi trước đó nữa thì trước cái tia laser ra đời là có cái phá sỏi bằng sóng âm, thì nó vừa hút vừa tán qua nội soi nhưng mà nó sẽ ngạt, với cho nên nó không bật tia laser, nó sẽ lâu hơn, nó sẽ làm không hiệu quả hơn, kinh tế nó không hiệu quả hơn, nó dẹp luôn. À, đúng không? Thì cái này chỉ còn cái là tác sỏi nội soi thường dòng bằng ống kính, nếu mà nó chạy ngược bên trong thì mình có phân biệt mình làm không thì làm luôn, còn không thì mình đặt đi sau đó nó dạng hiệu quả ra. Một hai tuần sau mình tan mềm, mình thấy không? Vậy thì mình đó là cái mổ hở này ngày hôm nay gặp cái mà chỉ định mổ hở ra này, em mà chỉ định mổ hở là bệnh nhân nói thôi làm ơn cho em đi về để làm gì? Đi qua bệnh viện khác mà, giống như bây giờ các bạn mà bệnh nhân mà đi vô viện mà chuẩn nó viêm ruột thừa, bác sĩ mổ thì bác sĩ thôi tôi mổ hở nghe, thôi đó, mổ nó sao được? Chưa được thôi cho tôi ra nha, tôi đi ra ngoài thấy khác tôi bỏ à. Đó là những cái mà thấy rõ ràng là cái chỉ định mổ hở hầu như nó đã bị
nó muốn lãng quên, nhưng mà các bạn đừng quên lãng. Tại vì khi mà cần, ví dụ mình phải biết được mổ nở làm sao. Tại vì sao? Những cái tai biến chứng trong lúc mình mổ nội soi hay mình thực hiện những cái kỹ thuật cao khác thì cần thiết mình phải chuyển mổ nở để mình giải quyết cái tai biến chứng đó thì mình phải biết nha. Đối với sỏi niệu mà mổ hở là chỉ những nơi không có làm được PCNL, không có máy nội soi mềm, không có máy tán vào cơ thể, thì những sỏi to hoặc là 1-2 cm mới mổ nội soi không lưng lấy sỏi về làm, hoặc là cái mổ hở lấy sỏi thôi. Đó. Hồi xưa tôi mổ hở thì thôi cũng chết, rồi bệnh viện mình thì triển khai cái tán vào cơ thể được, nó lây ra thì ít cái mổ nội soi không lưng sau đó. Rồi có tán qua da dưới đường hầm nhỏ thì dẹp luôn, mổ hở luôn nha. Thì chính như vậy cho nên là các bạn thì mình phải nói tùy theo tình hình mà mình sẽ đưa ra cái quyết định à. Rồi nếu mà như vậy thì mình phải giải thích cho bệnh nhân nha về cái khả năng thí dụ nhiễm khuẩn thì các bạn phải để ý có bệnh đồng niệu không, có tiên kiến dương tính không, sạch lên tán bữa sạch hoặc là tan tán hoặc là dừa chỉ xuống hầu mẫu huyết áp tụt kém à, còn có 8-6 là 7-4 vậy nè, là nó bị giống gì vậy à, tại vì biến chứng gì à, sốc nhiễm khuẩn đúng không, để cho nó nhiễm khuẩn thì nhiễm khuẩn được cái hiệu là gam âm. Rồi về mình đọc lại cái bài vi khuẩn thì nó chủng gam dương, gam âm. Gam âm thì nó có nội độc tố, phóng thích ra nó gây giãn mặt ngoại biên hết, nó gây trị mặt à, thì mình phải đánh kháng sinh của giãn mặt đều lên nha. Đấy à, đó là những cái mà mình phải biết nha. Rồi mình tát xong bệnh nhân xong tiểu đỏ lừ trên nó bị gì vậy, chảy xước niêm mạc, nó chảy máu, nó tiểu máu để giải quyết những cái tai biến chứng chính đó. Thì như vậy thì mình học xong cái bài rồi chỉ định rồi xong mình coi cái kỹ thuật mổ là mình phải đi xuống bệnh viện, mình đi vô phòng mổ coi một lần mình đọc bài mình nhớ là những cái tai biến chứng chính của nó. Như vậy thì sau khi mình coi mổ rồi mình phải về mình sắp xếp lại, tại vì trong sắc nó đi lung tung đúng không, đâu có thứ tự gì đâu, con hồi thì nhiễm trùng, con hồi ngàn nhiễm quản, con hồi thì xa niêm mạc nhiễm quản, con hồi thì có thể tiểu máu đúng không, người hèn người lão lung đúng không. Nhưng mà mình phải sắp xếp lại tất cả những bệnh lý đó thì mình sẽ sắp xếp lại là tai biến chứng chích trong lúc mổ, tức là trong lúc mổ có thể là đưa máy vô nó chạy xuống cái mạc niệu đạo hơn là niệu quản, thì nó gây tiểu chảy máu không thấy đường, gán đẩy thôi là cái bụng thấy mở không, bị gì thủng màng quang hoặc là đưa máy soi nó thủng xuyên qua cái niệu quản, thủng niệu quản rồi tán tán hồi cái cục sỏi nhỏ lấy cái lọ giống như cái hồi xưa nó chặt xoài không, tán xoài bằng gì cái lòng à, đã lắc cục sỏi nó dịch mặn quá phát đứt niệu quản, đã từng bị rồi, mấy bệnh viện bự cũng bị rồi, dịch mặn quá rồi hoặc là nó xa cái niệu mạc niệu quản ở trong nó quay nó cào cái nó lộn đường, cái niệu mạc niệu quản lộn đường nó đầu ra ngoài niệu quản nó trong bàng quang thì giống như lộn buồn gà, đó là những tai biến chứng chính là nặng nề nha trong lúc mổ nha. Sao mổ là những tai biến biến chứng sớm thì mình sắp xếp, ví dụ như nó có những trùng, nó có đang máu, nó có biến tiểu vân vân là gì. Rồi những cái tai biến biến chứng muộn hay gọi là di chứng, tức là gì, những cái tai biến biến chứng nó sau khi bệnh nhân xuất viện rồi mới có thể gặp, ví dụ hẹp niệu đạo, hẹp niệu quản thì mới tán, đang tán làm gì có hẹp niệu quản đúng không, ví dụ sau đó 1-2 tuần sau, vài tháng sau, năm sau mới phát hiện là hẹp niệu quản, thì giống như hồi xưa mổ bụng thừa, mổ hở viêm túi mật cấp hay là quả
hoại tử túc mật thì mổ hở, rồi sau đó mình lao đùi mình làm đầy xước thang mạng ruột, thì lúc đó nó mới có cái biến chứng là tắc ruột do dính, đúng không? Thì nó gọi là cái di chứng sau đó nha. Còn trong những mổ ví dụ nó chảy máu, nó viêm phúc mạc, là nó có vấn đề gì đó là tai biến nguyên chứng sớm, ví dụ nó gò hoặc nó xiêm bằng gì đó trong lúc quá trình bệnh nhân còn bệnh viện, đó là tai biến nguyên chứng sớm. Thế thì các bạn phải sắp xếp lại là các chỉ định của các phương pháp điều trị sỏi niệu, rồi tai biến nguyên chứng nó như thế nào, cái quy trình kỹ thuật nó sao, bây giờ coi không được bệnh viện thì lên Google coi, đúng không? Đánh chữ BC nail là gì thì nó ra thì coi cái đoạn video nó thì sao. Rồi endoscope là tán sỏi nội soi đường dòng lithotripsy là mình sẽ hoặc là mình tán sỏi nội soi đường dòng bằng laser hoặc là bằng mềm. Nên mình đánh cái từ khóa nó ra thì thế là nó có đầy đó, cơ thể mình vừa học vừa xem. Và mình cũng phải tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ khẩn trương, chạy xuống phòng mổ coi buổi sáng tâm quá khó được buổi chiều nghe đã mình đi thiên đó là những cái mà nếu mình tâm với mình học thì sẽ được nghe được biết. Thì đó là những cái mà để bình an hôm nay để chỉ cho các bạn học là học nghề khác, còn học để thi nó dễ lắm, ơn cái giáo trình nó ngay xong rồi trả lời câu hỏi cái đánh trách nhiệm mà đúng rồi xong rồi em đâu gì khó. Rồi vậy có gì thắc mắc không, có gì mà thấy nó phiền hà mà đi lâm sàng cần phải giải quyết không? Tự sướng chụp hình bao lâu phải cút tùm lum tùm lưa không thành được
con thấy story nhiều lắm. Đây, mệt quá. Ê, mình làm đi, mình làm sắc mặt. Nghe, ngắm. Tôi mới nãy, đừng mới đi nghe, thấy đứa nào mà giác đó, chứ chụp hình. Phải không? Là có không? Cảm dữ gì nên ta? Rồi vậy thôi. Hết chuyện thì mình về mình học nha. Rồi, khi nó khó khăn gì đó thì...